Chào mọi người đã quay trở lại với dự án đô thị đảo Sun Grand City New An Thới tại Nam Đảo Phú Quốc của tập đoàn Sun Group. Và hôm nay thì mình đang đứng tại vị trí đấy là khu nhà mẫu. Khu nhà mẫu mà chủ đầu tư đã khai trương vào ngày 17 tháng 10 vừa rồi. Khu này thì chủ đầu tư show off ra cho khách hàng thấy là các bạn có thể kinh doanh những cái gì tại đây. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy Limoni Cafe. Ở đây là khu vực mà một cái căn mẫu của nhà chủ đầu tư họ đã hoàn thiện và đang mở để cho khách hàng tham quan. Ngoài ra thì cái concept mặt ngoài chúng ta có khách sạn này, Nhum Hotel and Spa này. Hoặc là bên này chúng ta có một cái Sen Bar. Đó, đây là cái mà chủ đầu tư họ hoàn thiện mặt ngoài tại cái cung đường trục đại lộ New An Thới để cho khách hàng tham khảo các cái mô hình của chúng ta có thể kinh doanh. Chúng ta có Nam Đảo Souvenir, một cái cửa hàng tiện lợi bán các cái đồ về du lịch, về thời trang để đi biển. Ngoài ra chúng ta có Santa Lucia Tea and Coffee, một cái cửa hàng bán trà chanh và cà phê. Hồng Tiêu Seafood and Grill, một cửa hàng đồ nướng và hải sản. Bên cạnh này chúng ta có Trà Chanh Phố Đảo, một cái xu hướng của giới trẻ bây giờ là trà chanh chém gió. Thì những cái tiệm trà chanh như vậy sẽ rất là đông khách. Không biết các bạn đang nghĩ trong đầu, tức là những cái mô hình trà chanh như vậy thì làm sao mà thu đủ lợi nhuận, vân vân, đúng không ạ? Thì mình trước đây thì mình có ở Eco Park một thời gian và mình cũng đã có đến những cái tiệm trà chanh ở đó. Nó cực kỳ đông. Một buổi tối họ phải tiếp đến khoảng 400-500 lượt khách. Thì các bạn cứ nhân ra thôi, chúng ta 400-500 lượt khách với một cái cốc trà chanh bình thường nó khoảng 10.000. Ngoài ra thì nhiều bạn uống các cái đồ uống nó sẽ giá nó còn sẽ cao hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta phải dùng thêm các cái thực phẩm như hướng dương thì mới chém gió được. Thì cái doanh thu mình nghĩ là họ đã thành công ở những cái mô hình trà chanh như vậy. Thì ở đây chúng ta không có lý do gì mà chúng ta không có thể kinh doanh được trà chanh. Cái quan trọng nhất là cái cách các bạn làm thôi. Còn bất động sản nó chỉ định hình những cái sản phẩm mà chúng ta gợi ý để chúng ta có thể kinh doanh. Còn việc các bạn kinh doanh thành công hay thất bại nó là do chính các bạn, do chính các nhà đầu tư, chứ không phải là do lỗi là do bất động sản. Tại vì một cái bất động sản như những căn shop house tại vị trí là đại lộ New An Thới với mặt đường 36m này thì chúng ta không có một cái điểm trừ gì cả. Thứ nhất là nó sở hữu hạ tầng tiện ích đồng bộ. Thứ hai là nó sở hữu một cái dung lượng khách và dung lượng khách ổn định, tức là liên tục di chuyển qua đây. Và thứ ba nó là cái tính tiếp cận ở cái khu vực đường đại lộ New An Thới này nó rất là dễ dàng. Ở đâu người ta cũng nhìn thấy thôi. Tất cả những khách du lịch mà đến với Phú Quốc, tất cả những cư dân của An Thới Phú Quốc, người ta đều biết đến cái trục đường này. Mình xin khẳng định với các bạn là như vậy. Tại vì trước đây thì chủ đầu tư khai trương hai công viên Ceta và công viên Limoni. Thì công viên Ceta thì chủ đầu tư có tổ chức những cái sự kiện về đêm hội trăng rằm cho cư dân An Thới. Thì hầu như toàn bộ người dân An Thới, cả nghìn người, vài nghìn người, người ta đã đổ hết về đây. Người ta biết dự án này và người ta biết Sun Group, người ta biết cáp treo, người ta biết khu tuyến đường này. Thì cái việc các bạn kinh doanh thành công hay thất bại thì mình nghĩ là do chính cái ý tưởng của các nhà đầu tư. Còn ngay bản chất một cái bất động sản vị trí đẹp như vậy thì nó đã thành công ngay từ khi mới bán hàng ra rồi, ngay từ khi còn nằm trên giấy. Và khi mà hoàn thiện mặt ngoài như chúng ta đang được nhìn trên màn hình đây thì chúng ta không còn một cái mũi từ gì để nói về một cái dự án bất động sản sở hữu lâu dài, một nhà phố thương mại vừa kinh doanh vừa để ở, hoặc là thương mại đơn thuần, hoặc là để ở đơn thuần rất là đẹp và bài bản. Mình cũng làm rất nhiều chủ đầu tư và ở đây thì với mặt tiền lên đến 7,5m đến 8m một căn thì nó quá thành công để các bạn có thể đưa ra những cái ý tưởng kinh doanh để thành công. Và hy vọng những cái nhà đầu tư, những anh chị đã đầu tư tại đây thì về sau này chúng ta sẽ kinh doanh với những cái nước kinh doanh rất là sáng giá. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về những cái căn shop house, những căn nhà phố thương mại cuối cùng tại trục đại lộ New An Thới này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Trước đây thì đã có rất nhiều những cặp shop house đẹp mà giới thiệu tới anh chị, đã có những anh chị sở hữu được và đã có những anh chị làm vụt mất cơ hội của chính mình. Thì chúng ta đang còn những căn shop house cuối cùng và cũng là cơ hội cuối cùng để anh chị có thể sở hữu được một trong những cái căn nhà phố tại trục đường đẹp nhất dự án shop house Sun Grand City New An Thới, với cấp sổ đất ở đô thị sở hữu lâu dài. Và hoàng hôn xuyên qua những vách cửa, chúng ta sẽ tiến thẳng cung đường đại lộ này để lên với cáp treo Hòn Thơm. Và đây là cái cung đường chính để kết nối tất cả những cái chuyến xe đến cáp treo Hòn Thơm. Tất cả những cái dòng khách đổ về Nam Phú Quốc đều phải đi qua đây. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này. Anh chị nào đang quan tâm đầu tư thì vui lòng nhắn tin ngay qua Vinh qua số hotline trên màn hình mà anh chị đang nhìn thấy. Đây là con đường mà chúng ta đi lên ga đi cáp treo Hòn Thơm. Ở đầu này thì chủ đầu tư sẽ có hai cái bãi đậu xe rất là lớn. Và đây là một trong những cái cung đường đón hoàng hôn đẹp nhất tại Phú Quốc. Hoàng hôn đẹp nó không chỉ đơn thuần là hoàng hôn trên biển, mà nó còn ảnh hưởng bởi những cái landscape, những cái cảnh quan ở xung quanh. Con đường huyền thoại, và mình nghĩ trong khoảng 5 năm tới thôi, đây là một trong những con đường đẹp nhất của Phú Quốc, đẹp nhất của Việt Nam mình, đón hoàng hôn trên biển. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại anh chị ở trong những video sau về shop house Địa Trung Hải, về shop house Sun Grand City New An Thới, về Sun Group. Xin chào và hẹn gặp lại.